Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Giới thiệu về mình đi bạn. Em tên là Nguyễn Phan Hải Đăng. Em 25 tuổi. Hiện là em đang làm kỹ sư dịch vụ cho công ty điều hòa không khí Đại Kinh. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh, ở quận 9. Rồi, dạ. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào khán giả. Em tên là Võ Thị Thanh Nhàn, năm nay em 24 tuổi. 24 dạ. Tuổi. Quê em ở Bảo Lộc và hiện tại thì em đang công tác tại khoa phục hồi chức năng của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Em xuống đây lâu chưa? Dạ, em xuống đây được 6 năm rồi ạ. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em à? Hay quan tâm đến mọi người. Điểm yếu của em là thường thường thì em rất là kiểu như là ngủ không ai có thể thức dậy khi mà mình chưa muốn nữa. Có nghĩa là khi nào muốn dậy dậy, còn không thôi là ngủ, không ai kêu dậy được hết á, đúng không? Dạ, đa số là như vậy. Cũng có một lần là em đi casting, bạn muốn hẹn hò thì có bạn thân em đi cùng. Cái hôm đó là hẹn là 7:30 có mặt để đi ăn sáng. Cái em ngủ đến 8 giờ, khi mở điện thoại ra thì có 30 cuộc gọi nhớ của bạn. Trời đất cơ, rồi cuối cùng bạn em tới hẹn hò trước em luôn. Dạ không, bạn em vẫn đợi ở quán. Rồi, rồi còn Đăng, em dạ. Khuyết điểm, ưu điểm của mình là gì? Dạ, ưu điểm của em là em có thể sống tự lập, quan tâm đến mọi người. Em biết nấu ăn, có một ưu điểm nữa là em biết sửa máy lạnh. Cái đó là nghề nghiệp khác rồi. Sửa máy lạnh được không? Ưu điểm gì? Ở nhà dù mà có những cái máy nào mà hư em có thể sửa được. Máy nào cũng sửa được hết. Em mò sửa được thì sửa, cũng sửa được đem ra tiệm. Hy vọng là anh có thể sửa được em. Có sửa được em. Dạ, anh hy vọng vậy. Khuyết điểm em có gì không? Em thì có một cái tật xấu cũng vui, đó là em ngủ thường hay hả họng. Hả họng. Hả? Có khi nào ai bỏ gì vô chưa? Dạ mẹ em nói bữa nào thì để mẹ bỏ cục muối vô cho. Thì đó. Dạ, còn một khuyết điểm nữa là em nóng tính. Em mới vô công ty á, thì em công việc của em là tiếp xúc với khách hàng. Nói chung là mới vô mình chưa có kiềm chế được cảm xúc á. Người khách hàng người ta cãi á, mình cãi ra luôn. Mình cãi lộn ra luôn. Về thì bị sếp la. Qua lần đó thì em cũng rút kinh nghiệm từ từ. Em đang tập cái tính kiềm chế cho bản thân mình lại. Sửa máy lạnh cho người ta mà cự với người ta là bỏ sửa luôn, đúng rồi ông ơi. Cái những trường hợp mà không phải lỗi của máy mình á. Người ta khách dạ. Hàng là thượng đế không? Cãi người ta luôn rồi mất khách của chủ, chủ la là phải tại, rồi. Tại em giải thích cho họ là đây là cái lỗi là không phải lỗi của do bên máy, nhưng mà họ cố tình không chịu, nóng quá em cãi được chuyện. Hay quá. Tình trường sao em? Tình trường của em thì em có 3 mối tình. Mối tình gần đây nhất thì em cũng quen được hơn 1 năm. Bạn trai về quê lấy vợ. Kỳ vậy, chứ đang quen mình đi về quê lấy vợ, không có báo trước luôn hả? Bạn trai báo về quê thì mình cũng thương, thì mình cũng có nghĩ là mình sẽ về quê theo. Thời gian khi mình tìm hiểu xong thì mới biết là ở ngoài quê bạn trai cũng có mối tình 11 năm. Trời đất ơi, là về lấy cái cô 11 năm đó. Dạ yeah. Thì hồi trước em cũng hiền lắm, tính của em thì cũng không hẳn là hay soi mói hay xem điện thoại hay là các bạn trai. Nhưng mà khi mà mình cũng có thấy một vài tin nhắn hoặc là lâu lâu cũng có gửi quà về thì em cũng hỏi, thì kêu là bạn này là bạn học chung, rồi nhờ mua cái này, nhờ mua cái kia gửi về. Rồi cũng hay nhắn tin, gọi điện thì kêu là bạn bè quan tâm nhau thôi. Ý đến vấn đề cái giác quan thứ sáu của em nó bị tắt rồi hay gì ấy. Mấy cái đó phải nhạy cảm chứ, đâu mà gửi cho bạn một người gái mà gửi hoài điện thoại mà em không nghi ngờ. Thôi rút kinh nghiệm lần sau nha em. Dạ. Bên kia có một mối tình, bên đây có mấy mối tình? Em thì có 2 mối tình. Thì mối tình gần nhất thì bạn đó thì cái tính bạn trẻ con quá. Nãy anh nghe em nói là có kiểm tra điện thoại á, thì bây giờ em còn có cái gọi là thích kiểm tra điện thoại không ha? Thực ra thì em cũng không có thích, có thói quen là hay kiểm tra điện thoại lắm. Nhưng mà ví dụ như là nếu mà anh có cái gì đó thì giấu cho kỹ, đừng có để em biết. Anh cũng không thích bạn nữ mà kiểm tra điện thoại. Tại vì có những thứ làm như vậy thì làm cho bạn nam thấy khó chịu, thấy bị không được tôn trọng. Cũng có qua có lại, nghĩa là em không biết về nhiều anh thì anh cũng không được kiểm tra cái riêng tư của em là được. Đúng rồi, anh không bao giờ kiểm tra điện thoại. Sao cái này giống ông ăn chả bạn em quá vậy. Trời ơi, chưa có yêu nhau mà còn là nói không cho cái này, không cho cái kia. Đừng có kiểm tra điện thoại gì của nhau hết. Đừng có xài chung cái gì hết. Cũng đừng có ở chung luôn. Cũng đừng có nói chuyện chung, đừng chi chơi chung luôn. Coi gì vậy, không liên quan khỏe. Trời ơi. Được không? Được không nha. Ở chung được anh. Bạn nữ bên đây nhìn nó là nữ tính, nhưng mà bạn này rất là mạnh mẽ nha. Trong ngành của em á thì hay có sức khỏe rất là tốt.
Tại vì làm hay bê vác bệnh nhân, nói chung là em khỏe lắm. Khỏe lắm. Ủa, em bê vác bệnh nhân luôn hả em? Dạ, cũng có. Khi mà bệnh nhân bị tai biến hay gì đó, mình tập cho bệnh nhân cái tư thế đứng ngồi. Có nhiều bệnh nhân rất là to, rất là bự. Ồ. Hoặc là bệnh nhân nằm thì mình tập cho bệnh nhân cái tay chân lá lách ở bên kia. Giờ chị cho cái anh kia anh nằm nè, em thử em bê anh lên coi nổi không nha. Dạ, chắc nổi. Ồ, ghê vậy. Em bê lên nổi không? Dạ, mình bê theo có tư thế để mình bê chứ không phải là cứ đứng lên là không, mình bê. Không, thì một lát em kiếm cái thế nào em bê thử chị coi nha. Dạ. Khỏe rồi đó, em trai, em khỏe rồi đó. Khỏe có rồi đó. Gì là em xỉn là bạn kia bê. Bây giờ mình mong muốn tìm một người bạn trai trong tương lai mình là như thế nào? Em tìm người bạn trai chín chắn một chút, biết quan tâm một chút, không cần đẹp trai, không có em gái mưa hay là bạn gái cũ hay là người bạn yêu. Bạn thân gì đồ, dạ, mua quà giùm đồ ha, đừng có dạ mấy cái đó ha. Em có em gái mưa không? Dạ không anh, người yêu cũ mà chia tay rồi thì mình cứ cắt đứt luôn. Đừng có nhắc gì yêu cũ, dạ, bắt đầu từ bây giờ nha. Dạ dạ. Nhất định không có em gái mưa nha. Dạ dạ. Có em nuôi được. Em nuôi được không em gái? Dạ không. Không luôn. Bây giờ rồi, em có cái chuẩn mẫu người lý tưởng như thế nào? Em diễn tả đi, bên kia anh Quỳnh Linh anh kiểm tra giùm cho em. Cao hơn em cao 12cm. Em cao mấy? Em cao 1m52. 52 đây 53, cao hơn rồi đó. Yên tâm. Cũng bình thường, đừng có mập quá, em không thích bụng bự. Còn nếu mà hói chút cũng được, không sao. Hói được mà bụng bự là không được. Nhưng mà hói chút thôi, đừng hói nhiều quá. À hói chút thôi. Hói hói, em coi hói cỡ này được không? Dạ được. Cũng được. Ai mà thích hói thì tôi thấy dễ thương rồi đó. Bên đây, trời đây hói đều quá chân. Hói từ phía sau, hói tới luôn. Em không thích đẹp trai hả? Hay là... Không, không thích đẹp trai mà anh đây lỡ đẹp trai rồi. Đẹp trai thì ai cũng thích hết, nhưng mà vừa vừa thôi. Đừng có đẹp trai quá, em giữ không nổi, giữ mệt nổi lắm hả? Em ghét cái gì nhất của đàn ông? Hút thuốc. Hút thuốc? Dạ không. Không có, khỏe. Vậy là được rồi anh. Vậy thôi đó hả, đơn giản quá vậy. Đơn giản dạ, vậy được rồi. Uống bia có được không em? Ừ. Anh uống nước nhiều không? Khoảng 4-5 chai uống. Chắc em tiếp anh được á. Trời ơi. Nghe hỏi là nghi rồi. Yên tâm, những cái gì em đưa ra nãy giờ là đáp ứng nhu cầu hết rồi đó. Dạ. Bên rồi kia đưa ra cái mẫu người bạn gái lý tưởng như thế nào? Ngoại hình thì trên 1m50 là được rồi. Rồi. Dễ nhìn là được. Quá dễ nhìn luôn. Dễ nhìn lắm. Còn gì nữa không? Nếu mà da trắng thì càng tốt chị. Có trắng. Tóc thì không nhộm màu sặc sỡ, ví dụ như màu đỏ, màu xanh rồi em không thích. Hơi xanh thôi chứ cũng không xanh lắm. Tên về nhậm lại. Hả trời ơi, tóc gì đâu có quan trọng, cái màu sắc cho nó đẹp thôi. Không, màu được nhưng mà đừng có màu sặc sỡ. À. Dạ. Rồi có cái gì em không thích ở người phụ nữ không? Kiểu như là đu đòi, chân diện quá chị. Rồi lấy nhau về mình sống ở đâu em? Có làm mình có làm dâu không? Nhà em thì ở quận 9 nên có bạn nữ nếu làm dâu được thì ở đến nhà em. Em biết nấu ăn không em? Em nấu ăn cũng nhiều á. Em cũng hay tò mò nấu ăn lắm. Nhưng mà nấu xong mỗi lần ăn là toàn bị lắc đầu. Không vậy là được rồi, có cái tinh thần nấu ăn là được rồi. Dạ. Còn ngon hay không là mình tập từ từ thôi, không sao. Hôm nay em gái đi với ai nè? Dạ em đi với ba người bạn thân của em. Em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào anh, chào tất cả quý vị khán giả. Em thấy anh khá là chững chạc, khá là hợp với nhàn. Em thấy chịu đó. Thôi thì hai người bấm nút đi. Rồi có gì sang năm tụi em súng xính đầm váy ăn cưới. Chịu rồi đó. Em đi với ai em trai? Dạ, em đến đây với ba em. Em chờ bác, em chờ bác. À, rồi, chào chú. Chào Quỳnh Linh, chào Cát Tường. Dạ. Chào quý vị khán giả, tôi là ba của Hải Đăng. Nói chung thì tôi dễ lắm. Do con cái mà nó chịu đâu là mình chịu đó à. Thì ba thấy cô bên đây thì cũng được. Cho bác hỏi con dạ, có bác đạo không? Dạ con thì con không có đạo. Con thấy lát bấm nút rồi. Mở ra bấm nút rồi. Bác hỏi một câu vậy thôi, bác kêu bấm nút rồi đó. Dạ. Vậy là đàn trai đàn gái thấy ổn rồi ha. Dạ. Rồi. Bây giờ quan trọng là do hai đứa thôi. Mình cảm mở nhận với nhau nha. Mở rào. Anh có món quà tặng em. Này là con chó bông, chắc em là tuổng chó đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ cảm ơn anh. Dạ. Em cũng có món quà tặng anh. Hy vọng là anh chăm tết. Rồi, cảm ơn em. Hai đứa nó dễ thương dữ vậy ta. Được á. Tóc vậy được không em? Dạ được chị, đẹp chị. Nếu mà mình bấm nút á thì em thích đi đâu chơi hay là? Em thì thích những chỗ nào yên tĩnh một chút. Ví dụ như mình có thể đi dạo bờ sông chẳng hạn. Còn nếu mà đi xa thì anh muốn thì em sẽ dẫn anh về quê của em ở Bảo Lộc. Khí hậu mát mẻ lắm. Anh cũng thích khí hậu trên đó. Dạ. Yeah.
Em thấy anh thế nào? Đẹp trai. Có chững chạc không? Có giống như hình dung không? Dạ cũng chững chạc. Rồi giờ kinh tế trong gia đình ai quản lý? Kinh tế gia đình thì chắc là em. Em không thích cho đàn ông cầm tiền đâu. Nhưng mà anh giữ tiền thì anh cũng xài không đúng đâu. Dạ đúng rồi. Bê đứng lên bê anh thử coi. Bây giờ em đứng lên cho bê thử coi. Em làm thiệt không chị? Thiệt chứ, không thì nó giỡn chi. Em làm sao mà anh coi như anh em bị đau đâu đâu, em bị đau đâu. Ví dụ đau chân đi thì sao? Em làm sao mà em cho mọi người thấy em khiêng anh lên được chị đi. Nhưng mà anh thấy mấy người trong phòng phục hồi chức năng toàn là nằm không à? Người ta nằm. Đâu ai đứng nổi đâu. Làm, nằm đi cưng, nằm đi cưng. Em nằm đi em. Mình nằm đi cho người ta. Có thể thử sao được không chị? Không, không phải thử được, có khỏe không chứ? Nằm dài coi gì đau có chân mình nè. Nằm dài coi gì đau có chân mình nè. Nằm dài coi gì đau có chân mình nè. Nằm đại gì đi. Thử nha. Bị kiến cắn liệt cái ngón chân. Rồi đó. Như này thì hơi khó một chút. Bẻ cho loại chân luôn. Ví dụ bây giờ anh ngồi lên ghế đi. Em đỡ tư thế nhá. Anh đừng có làm gì hết nha. Rồi. Anh đừng làm anh vịn hai cái vai của em. Sợ người ta làm gì nữa. Rồi. Đấy là cái tư thế bình thường em hay đỡ bệnh nhân đứng lên. Chân nó đứt dây thùng quần á. Thường thường là nó. Gì đâu ngại, mình làm nhân viên gọi là kỹ thuật viên phục hồi chức năng, cái gì đâu ngại đúng không em? Dạ. Anh thấy người ta là dở chân dở tay. Đúng rồi. Quăng qua quăng lại đúng không? Dạ. Rồi bây giờ sẵn là... đứng rồi đó, giờ tặng nắm tay bạn gái cái đi đó, hai bạn nắm tay nhau để cảm nhận nè, có món quà gì đã tặng cho nhau nha, để nguyên vậy đi, nhìn mặt nhau hát cho tao nghe đi. Bây giờ em sẽ hát tặng anh một bài, nhưng mà em hát thì cũng không được hay lắm. Hôm nay lên đây thì hơi run một chút. Này người em yêu, chăm tay bước đi bên nhau, thì thầm nói với em rằng mình sẽ yêu nhau hoài trọn đời. Có sao và có trăng, có anh và có em, về nên chính tình yêu như là cô tinh. Nhớ lắm anh ơi, phù vào những câu dân hơn, mỗi khi nhớ đến anh em hay trách móc vô tư nghẹn ngào. Tại anh không buồn vì em, tại anh chẳng sẽ chia vô về. Để bây giờ em nhớ em mơ. Sao ta hát mà mặt em đơ cho em cảm nhận chị. Em đơ cho em cảm nhận gì em nói chị nghe coi, em cảm nhận sao nãy giờ. Chứ chị thấy cái mặt em đơ dữ lắm luôn đó. Thì anh cũng hát dở. Anh cũng tặng em. Ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trong tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh. Là nghe những tâm tư này, là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua. Nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây là trao nhau tình yêu ấy, giờ đây là em người anh mơ ước bao đêm. Lúc nãy anh nói là anh có biết nấu ăn đúng không? Đúng rồi. Ví dụ như em về nhà có cả ba mẹ ăn nữa, thật sự là em nấu ăn cũng không có ngon lắm đâu. Với em cũng không có biết khẩu vị, em không biết ăn là khẩu vị của mình nào. Em ba mẹ em thì cứ đưa cho em nấu ăn thì em nấu sao ba mẹ em ăn vậy, không có chê hay không có gì hết. Nên em hy vọng là ví dụ như em mà về nhà nấu ăn á thì anh biết nấu ăn thì anh chỉ cho em, còn không được thì anh nấu cho em cũng được. Cái đó anh đó thì anh dạ. Sẽ giúp cho. Dạ. Dạ. Thì có một câu nói là đằng sau thành công của người đàn ông á thì sẽ có bóng dáng của người phụ nữ. Dạ. Mà cái người phụ nữ đó bây giờ thì mẹ anh đang tạm giữ vai trò đó. Anh hy vọng em là sẽ thay thế mẹ anh để giữ cái vai trò này. Dạ. Em hy vọng em sẽ đồng ý. Em cũng sẽ cố gắng hết trong khả năng của mình. Còn ví dụ như chắc chắn là sẽ có nhiều cái thiếu sót. Như lúc đầu mình chưa được thì mình sẽ từ từ mình khắc phục, chứ không có thể nào mà về mà sẽ gánh vác luôn được. Đúng rồi, thì không ai có thể là hoàn hảo hết. Dạ. Rồi, hết thời gian. Hai bạn nhắm mắt lại kiểm tra xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Bấm nút là chúng ta trao duyên cho nhau. Bấm nút là ta đồng ý hẹn hò và tiến xa hơn. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi. Chúc mừng mời hai bạn.
Rồi nắm tay nhau đi hai bạn. Thủ tục đầu tiên của chương trình, bạn muốn hẹn hò? Không muốn. Rồi, em cho phép anh Hùng. Đó, trời dễ thương vậy không? Hiểu đôi nét về bản thân mình gồm họ, tên, tuổi, công việc, quê quán của mình ha. Mình đang làm công việc gì? Đang lái xe container luôn hả? Mình tên là Nguyên Lê Văn Nguyên, mình sinh năm 89. Hiện tại mình đang công việc là lái xe, mình ở Thanh Hóa. Lái ở Thanh Hóa luôn hay sao Nguyên nè? Dạ vâng, em đang lái ở Thanh Hóa luôn chị. Container luôn hả? Đâu, em lái xe tải thôi ạ. Rồi, nhìn tưởng container không á. Dạ không. Em lái cho người ta hay là lái xe nhà em vậy? Dạ em lái xe cho người ta mà, cho công ty ạ. Công ty về gì, em vật liệu xây dựng hả? Dạ vâng. Ok, rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì Nguyên ha? Em thì điểm mạnh của em là trong công việc em nhiệt tình. Nhiệt tình trong công việc, sống cũng vui vẻ hòa đồng. Chịu khó. Và cũng hiền lắm. Có tật xấu thói quen gì không em? Tật thói quen xấu gì không? Còn cái tật xấu của em là em thường nhút nhát trước đám đông và ngại giao tiếp ấy. Trời ơi, tưởng lái xe là toàn mấy ông mà nói kiểu chém gió ghê lắm chứ. À không, em lại khác ở chỗ đấy. Em lại không đủ. Em lại ý em tức là em lại thiếu tự tin trong cái giao tiếp ấy. Mình nói chuyện không hay hay là mình hay nói bậy thử thề hay là sao? À không, ý là em tức là em ngại giao tiếp đại loại đấy. Rồi lại mình em tức là em cũng không biết là giao tiếp như thế nào để cho nó hay, tức là em bắt chuyện nó kém. Dạ. Rồi em còn một cái tật xấu nữa là em có hút thuốc. Vâng. Có nhiều hút nhiều không em? Em thì cứ ngày rưỡi hai ngày một gói chị. Vâng. Ngày rưỡi hai ngày một gói hả? Vâng. Vậy là cũng nhiều ấy chứ. Dạ. Vậy nhưng mà ví dụ như là có nhậu nhẹt gì không? Em thì rượu bia em lại không biết uống. Bây giờ uống rượu đi lái xe là phạt chết luôn đấy đúng không? Dạ vâng, em con người em lại rượu bia không biết uống. Nói chung là các cái công việc từ việc nhà đến cái công việc của mình, cái việc chuyên môn của mình thì em làm rất là tốt, em chịu khó. Đại loại thế, con người em là đại loại thế. Em ít khi hầu như là không đi chơi. Các bạn rồi, tình trường của em thì sao? Tình trường của em thì em trải qua 3 mối tình hết 15 năm chị. 3 mối tình hết 15 năm? Dạ vâng. Trời ơi, kể 3 mối tình 15 năm của em coi nào. Cái mối tình đầu của em là mối tình 7 năm. Là không đến được với nhau. Dạ vâng. Là lúc đấy là cái mối tình đầu thì lúc đấy em yêu từ hồi cấp 3 cơ mà. Xong em đi đội về đâu 1-2 năm rồi em đi nghĩa vụ về 1-2 năm thì người ta có người khác thì thôi. À, câu chuyện muôn thuở của các anh đi nghĩa vụ đó hả? Xong thì cái mối tình thứ hai là cũng một phần là khoảng cách, cái phần thứ hai nữa là do gia đình hai bên không chịu ấy, do cái khoảng cách. Bạn gái ở đâu mà khoảng cách? Em ở trong ngoài Bắc đây, còn bạn đấy là ở trong miền Tây, người Hậu Giang. Nó sao quen được chưa? Bọn em làm bọn em quen ở bên đi xuất khẩu lao động, quen ở bên Malai ấy, vô tình gặp. À vâng. À em đã từng đi xuất khẩu lao động hả? Mấy năm? Dạ. Em đi xuất khẩu bên đấy là hơn 3 năm ạ. Rồi quen bên đó. Dạ vâng. Rồi về gia đình đấy không chịu, là vì bạn gái người miền Tây. Về gia đình, tức là gia đình cả hai bên không chịu ấy. Gia đình nhà em thì em có thể em thuyết phục được gia đình họ, thì cha mẹ họ ý là cũng không muốn cho lấy người Bắc ấy. Em Thanh Hóa này, em ở huyện nào? Em ở Yên Định ạ. Yên Định hả? Dạ vâng. Yên Định có phải huyện miền núi không nhỉ? Là Trung Du gì ạ? Trung Du hả? Thạch Thành mới là miền núi đúng không? Dạ vâng, đúng rồi. Tức là em ở Trung Du, tức là hắn ở giữa miền núi và miền biển.
Gần sông Mã hả? Em ở bên sông Mã, bên cạnh sông Mã luôn đấy. Cạnh sông Mã luôn hả? Có hay ra bờ sông chơi không? Dạ không, em chỉ lên cầu thôi. Còn đường Lý Thường Kiệt nữa hả? Dạ, sao chị biết mà? À, hỏi tại vì chồng chị mới đi Yên Định về hôm qua. Nghe anh hỏi, nghe đến nói em ở Yên Định nên hỏi luôn. Ôi giời, chồng chị người Yên Định à? Không có, đi công tác thôi em. À, thôi quay trở lại đi, tức là gia đình là không chịu vì là khác vùng miền hay là vì khoảng cách, hay là lúc đó em có kế hoạch em ở trong miền Nam để em làm không, hay là em cũng định là em xuất khẩu lao động về là em về Thanh Hóa luôn? Cái lúc đấy là bọn em lại đang còn công việc ở bên xuất khẩu lao động, còn chưa hết hợp đồng ấy, thì bọn em về phép thôi. Ừ. Về phép tự tính của bọn em là cũng sống ở trong đấy. Ừ. Bởi vì bạn ấy bảo là cũng khó để sống ở ngoài Bắc ấy. Ừ. Rồi thì về gia đình bạn ấy chơi thì bố mẹ bạn ấy nghĩ là không thích mình, rồi nói là không cho quen ấy. Ừ. Rồi bọn em kéo dài một thời gian cũng 1-2 năm gì đấy rồi thôi. Ừ. Em thì đâu được 1 năm thì sau bạn ấy lại quay sang bên Malaysia ấy, bên Malaysia ấy. Ừ. Làm rồi quay trở về đâu rồi thì có quen người khác thì em đi tìm, nhưng mà quen rồi rồi em lại thôi. Ừ. Nhưng mà hai mối tình rồi đều là bạn gái đi quen người khác đúng không? Vâng, còn cái mối tình thứ ba đây là 3 năm, cũng quen 3 năm thì người ta chỉ có hứa với hẹn không thôi. Người ta chỉ có thề với hứa không, chả làm gì cả. Hứa thì... sao? Hứa thật nhiều hả? Vâng, nói chung là hứa thật nhiều và thất hứa thật nhiều. Tức là hứa người ta cứ hẹn năm này tháng kia để ý là đến với nhau ấy, cưới nhau ấy. Ừ. Rồi năm này rồi lại đến năm khác, rồi lại đến năm khác nữa. Ôi giời. Ba cái năm. Rồi vâng, lại cứ tháng này rồi lại đến tháng sau, rồi cuối năm rồi lại đầu năm. Nhưng mà cuối cùng rồi làm sao, lý do tại sao? Rồi cuối cùng em hỏi thẳng bạn ấy là bây giờ có đến được với nhau nữa hay không? Nếu mà xác định yêu mà đến nhau để mà lấy nhau ấy, để mà xây dựng gia đình á, thì nên tiếp tục, chứ bây giờ cứ kéo dài như thế này thì cũng chả để làm gì. Cuối cùng được là mình chỉ được cái tuổi thôi, chứ chả được cái gì cả. Ừ. Xong rồi. Bạn ấy trả lời sao? Ý là em hỏi thẳng như vậy rồi bạn đi trả lời sao? Bạn ấy nói là không đến được với nhau hả? Bạn ấy nói là cứ từ từ sang năm. Ờ, hỏi xong rồi, họ đã hỏi thẳng ra rồi thì nhưng lại vẫn cứ hứa hẹn nữa. Ở đấy thì bạn ấy lại cứ hứa hẹn như thế thôi. Ừ. Rồi em nói chung là mà đời người đàn ông thì cũng có ấy thôi đúng không? Tức là ý là cũng bằng tuổi với em thì em nghĩ như thế này này, thì phụ nữ em thì ví dụ con trai thì nó lại khác. Còn phụ nữ thì ví dụ như mình lấy chồng thì cũng phải sinh con đẻ cái, nhiều khi nó buồn quá. Bà ấy rồi là nó cũng nhiều cái nó không hay, nó ảnh hưởng đến con cái. Em thì em sốt ruột. Ừ. Phân tích cho bạn ấy nghe thì bạn ấy cũng cứ cười thôi, rồi là cũng hứa rồi là đến năm nay. Rồi mà mấy năm rồi, cái lời hứa đấy cách đây mấy năm rồi? Nói chung là từ đầu đến đuôi gì ạ? Em nghĩ là cách mối tình đấy của em cách đây mấy năm rồi? Cách đây gần 2 năm rồi chị. Vậy là em độc thân gần 2 năm nay rồi đúng không? Em độc thân gần 2 năm nay đúng rồi. Rồi bạn ấy lấy chồng chưa? Từ hồi đấy đến giờ bạn ấy cũng em không có liên lạc gì với bạn ấy được nữa. Nói chung là mất liên lạc. Không biết bạn ấy hứa tiếp theo với bao nhiêu người rồi đúng không? Cái đấy thì em cũng chịu. Ừ, nói muốn tìm mẫu bạn gái như nào? Em thì nó đơn giản thôi. Tức là cái ngoại hình nó cân đối ưa nhìn một tí là được. Sống... Nó ưa nhìn là sao, là cân đối ưa nhìn? Tức là ưa nhìn là cũng không phải là cái ngoại em cao mét bao nhiêu? Em thì nói chung là từ 1m55 trở lên là được. Em cao 1m bao nhiêu? Em cao 1m63. Ừ. Bạn gái mét rưỡi được không? Em à? Bạn gái mét rưỡi được không? À dạ cũng được chị, được ạ. Ừ. Mét rưỡi là được rồi. Người ta dạ quất vâng. Đôi giày cả một tấc lên nữa là cao hơn ông rồi đó. Rồi. Vâng, nhưng mà em có cái yêu cầu như này gọi là ngoài lề thôi. Ừ. Tức là ưu tiên cho những bạn khu vực miền Trung thì nó tiện hơn cho em ấy. Ừ.
còn không tức là không, sau này em sẽ chỉ ở Thanh Hóa thôi, để lập nghiệp ở Thanh Hóa thôi đúng không? Cái lập nghiệp ở Thanh Hóa thì nó không quan trọng, quan trọng là ý là em á, ý là em á, kế hoạch của em á. Không, cái kế hoạch của em là bây giờ em muốn tìm một người bạn gái, xem cái công việc của bạn gái như thế nào. Nếu mà hai người xác định đến với nhau thì ở nơi nào mình sống ở đấy. À rồi, miễn là sao là người miền Trung là được đúng không? Không phải là miễn, chỉ hiểu ý em là tức là ưu tiên thôi. Ừ. À ưu tiên người miền Trung thôi, còn đâu thì nếu mà người khác mà hợp tính hợp tình các thứ thì cũng được. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ừ. Còn nếu không ví dụ như người miền Trung không có thì mình miền nào cũng được mà. Tức là em sẵn sàng là em có thể vào Sài Gòn, Bình Dương gì đó để em sinh sống tiếp đúng không? Đúng rồi. Ừ. Ủa em lái xe như vậy thì mỗi tháng thu nhập của em khoảng bao nhiêu ông Nguyên? Tháng mấy tháng của em bây giờ hiện tại đang là 13 triệu chị. Ừ. Ok. Rồi về tuổi tác của bạn gái thì sao? Tuổi tác của bạn gái nói chung là nó đừng nhỏ quá là được. Rồi lớn hơn em 1-2 tuổi được không? Tức là lớn hơn em 1-2 tuổi thì được. Ừ. Chứ đừng có cái khoảng cách của em với bạn gái đấy là lệch nhau 10 tuổi hoặc là trên 10 tuổi thì nó hơi ngại một tí. Nhiều khi rồi. Mình già quá thì nó... Tức là maximum đấy. Là nhỏ hơn em 5 tuổi là được đúng không? Đúng rồi. Nhỏ hơn em 5 tuổi. Hoặc là rồi, okay. 1-2 tuổi cũng được. Ừ. Tức là nhỏ hơn tối đa 5 tuổi và lớn hơn tối đa 2 tuổi là đều chấp nhận được. Đúng chưa? À vâng. Dạ vâng. Ok, được rồi. Vậy thì bây giờ là ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì báo trước em bao nhiêu lâu thì em có thể sắp xếp công việc được? Chỉ cần báo trước em nửa tháng đến 1 tháng là được ạ. Ừ, báo trước nửa tháng đến 1 tháng. Rồi, ok. Ok, cảm ơn Nguyên. À, là có tài lẻ, có năng khiếu gì không? Hát hò hay là khiêu vũ, nhảy nhót thì được không? Em thì... có hai thứ trên người em, tức là của con người em là nó kém nhất, tức là hát hò với rượu bia là em kém, em không biết cái gì cả. Rồi. Còn em không biết cái gì mà. Ừ, ok, thế được rồi. Cảm ơn em nhiều ha, có gì thì chương trình sẽ liên hệ với em nhá. Để báo cái lịch ghi hình nếu như có người phù hợp cũng như là mình đủ các tiêu chí của chương trình ha. Dạ, các em cảm ơn. Ừ, bye bye em. Dạ, bye bye. Ừ.